tổ chức chương trình này làm gì để mất công mất sức, bác sĩ thẩm mỹ thì cứ làm thẩm mỹ rồi kiếm tiền phải lợi hơn không, chứ bao đồng như thế này thì tài trợ cho bao nhiêu người đâu, lo cho tất cả người xấu trên đất nước Việt Nam này à? Em thấy cái bình luận này nó tiêu cực quá, bác có ý kiến gì không? Cái này thì cũng bình thường rồi em nhé, bởi vì là mình cũng xác định là sẽ có rất là nhiều, mỗi người một ý, nhiều người thì có thể là động viên, nhiều người thì sẽ comment nó hơi tiêu cực một xíu. Thế nhưng mà nhân tiện cái video này thì anh cũng sẽ giải thích luôn cho bạn ấy hiểu và cũng để cho mọi người hiểu. Thì thật ra anh ấp ủ cái chương trình này từ rất là lâu rồi, và khi mà mở ra cái thương hiệu MD trên line ấy thì anh cũng muốn là đúng như cái tên gọi của chương trình ấy, là thay nhan sắc đổi số phận, thì anh muốn là dành một ít nguồn lực để mà hỗ trợ được cho những cái bạn mong muốn là thay đổi được cái nhan sắc của mình để có một cái cuộc sống tươi đẹp hơn và tốt hơn. Và chương trình này thì đương nhiên chỉ dành cho những cái bạn mà có những cái hoàn cảnh thực sự là khó khăn, thì anh sẽ hỗ trợ toàn diện miễn phí 100%. Và sau khi mà bắt đầu đi làm và đi hành nghề thì anh cũng là làm trong những cái bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ rất là lớn, cũng trực tiếp tham gia phẫu thuật cho những cái chương trình thiện nguyện hoặc là những cái chương trình hành trình lột xác, cũng phẫu thuật cho rất là nhiều những cái ca, đặc biệt những cái ca rất là khó. Và sau đó các bạn ấy về với xã hội, về với gia đình, các bạn ấy trở nên đẹp hơn, trở nên tự tin hơn, có công việc, có người yêu, có cuộc sống hạnh phúc hơn, thì nó cũng làm cho anh thôi thúc. Và khi anh tách ra và mở riêng cho mình một cái thương hiệu MD trên line, thì anh đã quyết tâm rằng mình phải dành những cái nguồn lực, dành những cái công sức của mình để mà xây dựng cái chương trình thay nhan sắc đổi số phận, không những là phẫu thuật thẩm mỹ để mà giúp cho những cái bạn hoàn cảnh khó khăn trở nên đẹp hơn, mà còn đồng hành với các bạn, giúp các bạn có một cái công việc, thậm chí là hướng nghiệp cho các bạn, để mà giúp cho các bạn có một cái cuộc sống tự tin và tốt đẹp hơn rất là nhiều. Về cái câu hỏi, câu thắc mắc của cái bạn vừa comment ấy, anh có làm sao mà phẫu thuật được hết cho tất cả những cái người ở trên đất nước đúng không? Thì đương nhiên rồi, thì anh vẫn là ước mong rằng là nếu mà anh có đủ sức khỏe, anh có thể phẫu thuật được cho hàng nghìn, hàng triệu ca, thậm chí nếu mà anh có nguồn lực của những cơ sở hoặc là những cái bạn bè đồng nghiệp đó, thì anh cũng sẵn lòng là phẫu thuật giúp cho nhiều người hơn. Thế nhưng mà qua cái chương trình này, mục đích là gì? Anh lan tỏa được những cái thông điệp tốt đẹp để mà sau này có thể kêu gọi được những cái tổ chức, những người bạn bè, những cái đồng nghiệp, những cái cơ sở lớn cùng đồng hành để mà giúp được nhiều cho nhiều bạn có những cái hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt thì sẽ tạo được một cái gọi là lan tỏa, giúp cho cộng đồng và xã hội mình trở nên tốt đẹp hơn. Thì rất là mong mọi người ủng hộ cái chương trình thay nhan sắc đổi số phận. Nếu mà ai mà có nhu cầu hoặc là muốn tham gia chương trình, các bạn có thể nộp hồ sơ, gửi hình ảnh và chia sẻ câu chuyện cho các bạn. Và rất là mong mọi người ủng hộ chương trình và đồng hành cùng với bác sĩ.